Ngay sau tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo LNM, 22 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, mức án 11 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, vào khoảng 2 giờ 50 phút ngày 25 tháng 4 năm 2021, LNM điều khiển xe mô tô chạy song song với LHD, bạn của M, với tốc độ nhanh, lưu thông trên làn đường dành cho xe ô tô theo hướng từ cầu vượt tỉnh lộ 10 về ngã tư An Sương. Lúc này, ông DVMN là cán bộ đội cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và ông VBH là chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang thi hành công vụ. Nhận được thông tin việc M và D đang vi phạm luật giao thông đường bộ, ngay sau đó, ông H đi từ trong lề đường ra làn xe ô tô, đứng cạnh giải phân cách ra hiệu cho nhóm của M dừng xe để xử lý. Tuy vậy, cả hai cùng không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục tăng ga. D đánh lái qua trái vượt qua ông H, còn M tiếp tục tăng tốc, đâm trực diện vào người ông H làm cả hai té xuống đường. Thấy sự việc, ông N đã đưa ông H đi cấp cứu. Đến ngày 26 tháng 4 năm 2021, LNM bị bắt. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc bị cáo M điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao tông vào ông H hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng ông H. Việc ông H không tử vong là do may mắn, lỗi của bị cáo là lỗi cố ý gián tiếp. Vì lẽ đó, hội đồng xét xử tuyên LNM 11 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo đã bồi thường cho ông H tổng số tiền 200 triệu đồng.